Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, phục vụ cho vành đai con đường của Bắc Kinh, Vạn Thịnh Phát của Trường Mỹ Lan còn là nơi rửa tiền cho tướng Chu Vĩnh Khang. Dầm rộ chiếm giữ và công bố vốn đầu tư khổng lồ rồi để yên đó vài năm sau vẫn chỉ là bãi rình lầy, cây cối mọc um tùm hoặc tòa nhà cho thuê hoạt động cầm chừng thậm chí đắp chiếu để đó cho cỏ mọc um tùm mà chẳng bao giờ toan tính về việc xoay vòng vốn, cạn vốn. Đó là nét kinh doanh đặc trưng của tập đoàn Hoa Kiều Vạn Thịnh Phát hay tay sai tình báo của Trung Nam Hải có nhiệm vụ thu gom đất vàng ở vị trí trọng yếu tại thành phố Sài Gòn. Vạn Thịnh Phát được xếp vào hàng công ty gia đình lớn và bí ẩn nhất Việt Nam, sở hữu nhiều đất bất động sản có giá trị lớn nắm tới 1 phần 2 diện tích khu đất vàng đất đỏ nhất ở thành phố Hồ Chí Minh do bà Trương Mỹ Hoa ra mặt đứng tên. Cái đáng nói là phần lớn những miếng đất rơi vào tay của vợ chồng này đa phần đều bị bỏ hoang cỏ mọc um tùm hoặc cho làm bãi giữ xe suốt nhiều năm trời. Điều này rất trái khuấy với một doanh nghiệp bất động sản thông thường, dường như dòng tiền của Vạn Định Phát không bao giờ cạn tập đoàn này sẵn sàng chi hàng trăm tỷ thâu tóm cho bằng được các khu đất trọng yếu tại trung tâm kinh tế của một đất nước rồi bỏ hoang nói về mối quan hệ đáng ngờ giữa vạn thịnh phát và tình báo trung nam hải phải kể đến mối quan hệ mật thiết giữa chồng bà lan chu náp kỳ irik với người anh em họ là chu vĩnh khang chu văn ninh tình báo của trung quốc một thời Chu Vĩnh Khang thời còn là Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc cũng là lúc vợ chồng Trương Mỹ Lan làm mưa làm gió ở đất Sài Thanh. Thâu tóm ước tính 1 phần 3 khu đất vàng lớn nhỏ và ngày càng bành trướng dưới sự bỏ bảo bọc của chính phủ Trung Quốc. Thế lực ngầm của Vạn Thịnh Phát khủng đến nỗi chùm an ninh tình báo Trung Quốc một thời là Chu Vĩnh Khang mỗi khi có dịp công cán Việt Nam đều thu xếp cuộc gặp riêng với vợ chồng Trương Chu. Công thức thâu tóm chung của Vạn Thịnh Phát chính là đất vàng ở vị trí trung tâm có khả năng giấu quân đồn trú lớn và dễ dàng hoạt động khi có chiến sự. Hãy thử nhìn lại xem Vạn Thịnh Phát có cơ sở thích thu gom đất vàng ở cảng Ba Son, Bạch Đằng, Mũi Đèn Đỏ hay ở những khu vực trọng yếu ở trung tâm quận nhất, quận 3, quận 5. Phần lớn các tòa nhà đều không đưa vào hoạt động mà xây khách sạn cực đắt đỏ với giá trên trời để ít ai vô nổi. Thậm chí, một trung tâm thương mại đình đám hoạt động sôi nổi mà về tay của Bà Lan cũng dừng hoạt động và quay lại với lý do sửa chữa hàng năm trời hoặc là rầm rộ khởi công rồi quay lại để đó, không cho thuê giữ xe để xoay dòng tiền hoặc là để chống tòa có ốc và chỉ giữ lại hoạt động khu thương mại tầng trệt như số phận của Thuận Kiều và là ra. Trước khi Trung Quốc và toàn thế giới rơi vào cảnh khủng hoảng bởi đại dịch virus Vũ Hán, trùng hợp là Vạn Đình Phát đã liên tiếp tung ra số tiền 36.000 tỷ thu gom đất vàng tại Việt Nam vốn không thể có số tiền khủng như vậy khi mà có nhiều bất động sản nằm im bỏ hoang cỏ mọc um tôm không phát sinh bất cứ đồng tiền lời nào cho phạm thịnh vạn thịnh phát đã sử dụng chiêu bài phát hành trái phiếu thông qua hàng loạt pháp nhân là công ty con mới thành lập chẳng có chút tiếng tăm gì với giá trị lên hàng nghìn tỷ đồng trên một công ty cấp từ 3 đến 5 lần vốn điều lệ ai đứng sau thâu tóm các thương vụ này Ai ngu đến nỗi chi ra số tiền khủng cho những doanh nghiệp nhỏ mới thành lập chẳng có chút tiếng tăm gì với con số bất thường không tưởng như thế. Phải chăng phát hành trái phiếu chỉ là hình thức để hợp thức hóa những khoản vốn từ trên rơi xuống được rót vào tài khoản của Vạn Thịnh Phát, thực hiện nhiệm vụ tiếp tục thâu tóm đất vàng nếu không phải là giới tình báo Trung Quốc nhằm phục vụ cho chiến lược xâm lược mềm qua kế hoạch vành đai con đường kiểm soát các nước trong khu vực. Không lâu trước đây trong buổi làm việc của Tập đoàn Đầu tư Dân sinh Trung Quốc, China Mission Investment Group CMIG tại Thượng Hải, vợ chồng của doanh nhân Chu Lập Cơ Trương Mỹ Lan tự hào làm cầu nối cho vành đai con đường của Trung Quốc tại Việt Nam. Cụ thể là ở thành phố Hồ Chí Minh mục đích vành đai con đường của Trung Quốc là gì? Chắc hẳn ai cũng biết Vậy thì vợ chồng gốc tàu Trương Chu này khác nào là những con cờ chính trị của Trung Quốc, tay sai của tập cận bình Khuynh đảo đất nước Việt Nam. Đã có bằng chứng về việc bạn Thịnh Phát được hàng loạt ngân hàng Trung Quốc rót vốn mờ ám, cũng như những thương vụ huy động vốn lên đến 50.000 tỷ đồng qua trái phiếu với giá trị thương vụ lớn hơn nhiều so với giá trị thực tế để phục vụ cho việc thu gom đất Đằng sau những thương vụ mờ ám đó là gì? Vạn Thịnh Phát đã ủy thác gì cho ngân hàng Trung Quốc để nhận những khoản vay mờ ám? Phải chăng là chủ quyền đất nước? Nếu cứ để giặc sâu thâu tóm đất đai lãnh thổ như thế thì liệu có đòi lại được hay không? Cũng như Trịnh Văn Quyết, xuất phát điểm Trương Mỹ Lan không có gì nổi bật, bà chỉ là tiểu thương lấn sang bất động sản. Thế nhưng vạn thịnh phát của bà chủ Trương lên ngôi và vượt mặt các đại gia máu mặt trong giới bất động sản ở Sài Gòn, mang tới mức nhiều người dân thường cũng biết, vì đâu mà Trương Mỹ Lan phất lên như diều gặp gió như thế. Với việc Vạn Thịnh Phát sở hữu hàng loạt bất động sản tọa lạc tại những vị trí vàng, thậm chí là kim cương đã khiến cho nhiều người nghi ngờ. Bà Lan là người của gia tộc họ Trương quyền lực nhất ở Sài Thành. Thế nhưng không, bà Lan chỉ là tiểu thương ở chợ An Đông kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, gặp thời cơ phất lên nhờ buôn bán nhà đất. Sau nâng cấp thành công ty phát triển dự án nhà cửa, nhà ở, con đường kinh doanh của bà ta cũng khá thăng trầm, có lúc tưởng phá sản hoặc vướng vào vòng lao lý nếu không may mắn ở phút 89 khi một thứ trưởng công an bỗng chết đột ngột. Thế là chỉ một chỉ trong vòng 10 năm trở lại, Vạn Thịnh Phát đã sở hữu cả một khu tứ giác giáp với phố đi bộ Nguyễn Huệ và suốt một dọc đường hai bên đường bắt tơ chạy từ quận 1 qua quận 3. Ngoài ra, Vạn Thịnh Phát còn thâu tóm nhiều dự án khác như khu tam giác Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Phạm Ngũ Lão, quận 1, Thuận Kiều Plaza, dự án Sài Gòn Peninsula. Theo tìm hiểu những dự án hay quỷ đất này đều không do Vạn Thịnh Phát đứng tên mà nó chạy lòng vòng qua nhiều công ty con. Công ty liên kết hoặc công ty thành viên. Lạ là tuy sở hữu nhiều dự án đắc địa nhưng chỉ có số ít được triển khai. Phải chăng Vạn Thịnh Phát chỉ cần thâu tóm đất mà không cần kinh doanh, thu lại vốn và lợi nhuận? Tiền của Vạn Thịnh Phát ở đâu mà vô tận như thế? Đây là nguồn tiền của người chồng đại gia bất động sản Hồng Kông Chu Nạp Ki Eric của bà Lan, đầu tư. Nếu là tiền của chồng bà Lan thì ắt phải tính đến hiệu quả kinh doanh chứ để bất động sản từ năm này qua năm khác như hiện nay thì chắc có lẽ vợ chồng bà đã phá sản từ lâu. Chính vì suy luận này mà người ta nghi ngờ đây là nguồn tiền của người anh em Chu Vĩnh Khang, ông trùm an ninh tình báo của Trung Quốc. Chỉ có tiền của họ chu ở Bắc Kinh mới bao la và không màng đến hiệu quả vì là tiền đem đi rửa cũng vì liên quan đến vụ này mà trong hồ sơ Panama của Interpol có hai cái tên Việt Nam vinh dự được góp vào đó là Trương Mỹ Lan và Chu Napki Eric. Mọi chuyện bắt đầu lộ ra khi chiến dịch đả hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình bên Trung Quốc được Chu Vĩnh Khang Nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, thường trực Bộ Chính trị Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Chính Pháp Trung ương. Trước khi Chu Vĩnh An bị bắt, ít ai biết được danh nhân Hồng Kông Chu Nạp Kỳ Eric là anh em họ với vị lãnh đạo quyền lực ngút trời của Đại Lục. Đến đây chúng ta đã rõ thế lực của bạn Thịnh Phát không chỉ là dạng thế lực chống lưng mà bao trùm luôn như kiểu Ozu và không chỉ là người từ bên trên mà còn ở tận Thiên Triều. Điều đáng nói là Chu Vĩnh Khang bị điều tra xử lý thì gần giữa năm 2014, bất ngờ khi ấy gia tộc của Trương Mỹ Lan muốn thôi quốc tịch Việt Nam. Có phải đó là một điều ngẫu nhiên chăng? Không chỉ là nơi rửa tiền cho quan chức Trung Quốc, Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan còn phục vụ cho chiến lược vành đai con đường của Tập Cận Bình. Giống như FLC của Trịnh Văn Quyết, Vạn Thịnh Phát cũng được Trung Quốc rót tiền rồi cộng thêm sự hậu thuẫn ngầm để thâu tóm đất đai. Cũng nhờ đó mà bà Lan tử tiểu thương trở thành đại gia bất động sản giàu bật nhất Sài Thanh. Có lẽ được Trung Quốc nuôi béo tốt nên bà Lan không giấu được niềm hạnh phúc khi nói về nhiệm vụ làm tay sai của mình. Vợ chồng bà Lan không hề che giấu mà còn tự hào khi làm cầu nối cho sáng kiến vành đai con đường mà cả thế giới lên án và tẩy chay khi tham gia buổi làm việc với tập đoàn đầu tư dân sinh Trung Quốc China Minsheng Investment Group CMIG tại Thượng Hải, tiếp tay cho giặc vào giày xéo quê hương mà còn tự hào, bà Lan đúng là kẻ trân trào. Tự hào gì khi làm tay sai? Tự hào gì khi phản bội đồng bào, hỡi bà chủ Phạm Thịnh Phát? Vén bức màn Nhung Vạn Thịnh Phát lần này lộ ra nguyên hình trong hậu trường là cặp đôi diễn viên già đang múa máy, đeo dây giật từ tận Bắc Kinh. Qua đó chúng ta càng thấy rõ tập đoàn Vạn Thịnh Phát của Bà Lan không chỉ là chỗ rửa tiền mà còn thâu tóm đất đai tại những vị trí chiến lược để giúp cho Trung Quốc thực hiện âm mưu chính trị. Liệu với số tài sản hàng tỷ đô la cộng với mối quan hệ chính trị của mình bà Trương Mỹ Lan có thể biến mình thành nhân vật bất khả xâm phạm hay không khi mà lò của ông Tổng Chủ đang cần cụi? Rồi đây, với số lượng lớn đất đai có vị trí chiến lược nhất ở Sài Gòn lọt vào tay Vạn Định Phát thì liệu có rơi vào tay Trung Quốc hay không? Và nếu về tay Trung Quốc thì vận mệnh của Việt Nam sẽ thế nào? Mong các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ. Thế lực nào đã chống lưng cho Vạn Thịnh Phát thâu tóm hơn nửa đất vàng ở Sài Thành, khuynh đảo nền kinh tế chính trị của thành phố lớn nhất Việt Nam này. 6.000 mét vuông đất vàng Hai Bà Trưng nằm ngay vị trí đắc địa nhất Sài Thành lại được Vạn Thịnh Phát thâu tóm với chỉ 55 tỷ đồng, nhưng đó đã đâu là gì so với những đặc quyền mà tập đoàn Hoa Kiều này hưởng lợi từ đất Sài Gòn. Vụ khởi tố liên quan đến sai phạm đất công tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là khu đất vàng 246 Hai Bà Trưng, ta lại thấy thấp thoáng bóng dáng của vạn tỉnh phát của bà chủ Hoa Kiều Trương Mỹ Lan. Còn nhớ năm 2014, tội phạm Dương Chí Dũng từng khai nhận của bà Trương 20 tỷ để lót tay cho việc chuyển đổi công năng cảng Sài Gòn. Không rõ lời khai đó đúng sai như thế nào, chỉ biết sau vụ đó thì cả gia đình họ trương đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam. Ở Việt Nam để dễ dàng găm loạt đất vàng, tiền vẫn chưa đủ, tiền tệ phải đi liền với quan hệ. Rốt cuộc ai đã đỡ đầu cho bà Lan và chồng bà trong kế hoạch biến đất thành đất thành lãnh địa riêng của Trung Quốc. Sai phạm trong những thương vụ mua bán đất đai của vợ chồng Trương Chu đã quá rõ ràng. Nhưng tại sao bao nhiêu năm nay Vạn Thịnh Phát vẫn lớn mạnh, vẫn vung tiền như rác thâu tóm các vị trí đất vàng, đất công sản, chủ chốt tại Sài Thành Nói là có quan chức chống lưng nhưng ai cũng biết không có quan chức nào có thể sống dai từ năm này sang năm khác trong khi Vạn Thịnh Phát tập đoàn tay sai của Trung Quốc lại lớn mạnh thâu tóm đất từ năm này đến năm khác hết tiền thì chỉ cần ới một tiếng là lập tức có nguồn tiền khủng có lúc đã đến đến 50.000 tỷ đồng rót vào những qua bình phong huy động vốn để doanh nghiệp này tiếp tục làm nhiệm vụ thâu gom đất đai ở thành phố Sài Gòn. Trương Mỹ Lan trong chuyến thăm Trung Quốc đã khẳng định sự trung thành và tự hào khi được một phần trong chiến lược vành đai con đường của Bắc Kinh nhằm thao túng kinh tế chính trị dùng tiền để đưa nước nghèo vào bẫy nợ rồi chiếm đoạt chủ quyền đất nước. Mục đích vành đai con đường của Trung Quốc là gì chắc hẳn ai cũng biết. Vậy thì vợ chồng gốc tàu Trương Chu này khác nào là những con cờ chính trị trong tay Trung Quốc, tay sai của Tập Cận Bình khuynh đảo đất nước Việt Nam. Từ một nguồn tin khả tín tiết lộ sở dĩ Phạm Vạn Thịnh Phát không bị sờ gáy vì được Bắc Kinh bảo hộ, dùng chính an ninh kinh tế Biển Đông để ra sức bảo hộ cho tập đoàn tay sai banh chướng tại Việt Nam. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được xếp vào hàng những công ty gia đình lớn và bí ẩn nhất Việt Nam mà bà Trương Mỹ Lan nắm ghế Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Tập đoàn này hiện có vốn điều lệ 12.800 tỷ Việt Nam đồng, từng cao hơn cả Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Hoàng Anh Gia Lai của bà Bầu Đức. Giờ Vingroup đã vượt qua con số này chỉ riêng hai công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã sở hữu lượng cổ phần trị giá hơn 6.700 tỷ Việt Nam đồng. Với khối tài sản này, bà Lan có thể coi là một trong những người giàu nhất Việt Nam, tương đương với ông Dương Công Minh, chủ tập đoàn Him Lam, hay bà Lê Thúy Nga, chủ tịch tập đoàn Nam Cường. Hiện bà Trương Mỹ Lan đang nắm giữ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, VTP Investment Group có vốn điều lệ 12.800 tỷ Việt Nam đồng. Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, vốn điều lệ 18.000 tỷ đồng. Công ty cổ phần Tập đoàn Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam, VIPD Group, vốn điều lệ 12.000 tỷ Việt Nam đồng. Công ty cổ phần phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam VIDB vốn điều lệ 11.000 tỷ Việt Nam đồng. Công ty cổ phần đầu tư An Đông vốn điều lệ 9.000 tỷ Việt Nam đồng. Tập đoàn gia đình của bà Trương Mỹ Lan đang có nằm dự án trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chiếm gần nửa diện tích các dự án trên con đường đắt đỏ bậc nhất này. Tuy nhiên, sự lớn mạnh của Vạn Thịnh Phát và các công ty do bà Lan nắm cổ phần không hề rõ ràng và luôn được bưng mũi thông tin cẩn thận số lần xuất hiện trên truyền thông chỉ chiếm trên đầu ngón tay trên thực tế sau nhiều thập niên phát triển các công ty của bà Lan chẳng cho ra lò được một sản phẩm dịch vụ nào có giá trị hay xây dựng trên những công trình bất động sản lớn để chứng minh cho nguồn lợi nhuận khủng lồ mà kể cả những tập đoàn nhà nước lớn của Việt Nam cũng không thể mơ có được, chủ yếu là do mua mua đi, mua đi bán lại mà có. Sở dĩ bản thân của bà Lan, chồng bà, cùng các công ty tập đoàn này đều ngại phu trương thanh thế là bởi sự xuất thân rất hết sức mờ ám của bà Trương Mỹ Lan, thực chất chỉ là một tiểu thương từng bán vải mỹ phẩm ở chợ Bến Thành năm 1900. 86. Nhờ cuộc kết hôn với doanh nhân bất động sản Hồng Kông gốc Hoa Eric Chunapki, đời Bà Lan bắt đầu phất lên như diều gặp gió, mặc dù khá kín tiếng trước truyền thông. Tuy nhiên, giới đại gia thừa biết Bà Lan là người sở hữu nhiều đất vàng nhất ở thành phố Sài Gòn, chiếm khoảng 50% diện tích những vị trí đất đỏ nhất, thậm chí đất công sản cũng lần lượt rơi vào tay của bà. Bộ sưu tập đất vàng phải kể đến hàng loạt các cầu ốc lớn ở vị trí đắc địa như Tham Vincom Center A à, với giá trị chuyển nhượng công bố gần 10.000 tỷ đồng, sau đó đổi tên thành Julian An Andong Plaza, Vinso Hotel, dự án căn hộ cao cấp Shellwood Residence, Ngoài các dự án nằm trên đất vàng trên Vạn Thịnh Phát, còn sở hữu hàng loạt siêu dự án khác như khu dân cư Bonview Land, khu dân cư cao cấp Sterling Residen, khu căn hộ cao cấp Lambeth Residen kể đến mai cũng không thể hết được những dự án mà Vạn Thịnh Phát đang nắm giữ. Điều kỳ lạ là các dự án mà bà Lan thông qua các quan hệ đi đêm với tiền bạc để thâu tóm cho bằng được đến nay vẫn bị trùm mền bỏ hoang không hề triển khai. Lô đất vàng 2.159 ha tại huyện Cần Duộc, tỉnh Long An, nơi chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40 phút lưu thông. Căn biệt thự cổ ba mặt tiền đường Võ Văn Tần, bà huyện Thanh Quan và Nguyễn Thị Diệu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh quỹ đất tứ giác giới hạn bởi bốn tuyến đường lê lợi nam kỳ khởi nghĩa lê thánh tôn nguyễn trung trực chỉ vung tiền ra thâu tóm các dự án mà không triển khai xây dựng không giao bán không quảng cáo không đầu tư thế nhưng bà lan dường như vẫn có một nguồn tiền không đáy sẵn sàng bơm cho bà để nuốt hết miếng đất này tới miếng đất khác nhưng kể còn tiền đu lót đi đêm không sợ phải chăng đã có những người đứng ngoài cuộc bảo kê tiền cho bà Lan. Hóa ra bà chỉ là con tốt cho những ai có sự giàu có của bà chỉ là vẻ bề ngoài. Thực ra bà Lan giàu thật nhưng không nhờ vào việc kinh doanh nhiều khả năng sự giàu có của bà xuất phát từ việc làm công cho một ông chủ thực sự đứng sau. Theo dữ liệu được công bố hồi tháng 5 năm 2016 từ Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế ICIC, một số nhân vật trong hồ sơ Panama có tên của lãnh đạo tập đoàn Vạn Thịnh Phát như Trương Mỹ Lan và chồng của bà là Chu Nát Kỳ Eric. Hồ sơ Panama là vụ dò dỉ tài liệu lớn nhất trong lịch sử thế giới, tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực chuyển tiền ra nước ngoài từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12 năm 2015. Rõ ràng mặc dù sinh sống ở Việt Nam, hai vợ chồng gốc hoa này không hề cố định góp chút gì cho đất nước Thay vào đó gia đình bà Lan hốt bao nhiêu là tiền đều chuyển hết sang thiên đường trốn thuế Những mảnh đất của bà Lan sở hữu để hoang mà không triển khai Âu cũng là nguyên do Năm 2014 gia đình họ Trương từng nộp đơn xin thối quốc tịch Việt Nam Thời điểm đó trùng khớp với thời điểm Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan hạ đặt trái phép ở Việt Nam Thư hỏi nếu không làm việc mờ ám, hà cớ gì gia đình của bà vội vã tìm về nước mẹ để phải chăng? Khi đó phía Trung Quốc đã ám hiệu để tay sai mau chóng về nước vì đã hoàn tất sứ mệnh. Những dự án bất động sản bỏ hoàng kia rồi đây sẽ sớm trở thành căn cứ địa khi quân Trung Quốc ập vào. Tuy nhiên, sau 75 ngày hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, dưới sức ép quyết liệt từ phía cộng đồng quốc tế, Trung Quốc cũng đã phải chấm dứt hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của mình và rút giàn khoan hải dương 981 ra về và ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Kế hoạch của Trung Quốc đổ vỡ, Bà Lan quyết định rút hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam vào tháng 6 năm 2015. Đã bao đời nay người Việt nói chung và người Việt gốc Hoa nói riêng đã cùng nhau lao động, sinh sống hòa thuận trên mảnh đất hình chữ S không việc gì đáng bàn nếu gia đình bà Lan làm ăn chân chính, minh bạch và vun vén cho gia đình, cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước này đúng như cái tên Vạn Thịnh Phát. Còn nếu bà có ý định ngược lại, dân Việt Nam sẽ không tha thứ cho những hành động bán nước, xâm chiếm lãnh thổ trái phép bằng bất cứ giá nào. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu hàng loạt công ty con sở hữu khối đất vàng đồ sộ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận với trị giá hàng tỷ đô la thông qua các thương vụ thâu tóm đình đám. Nhắc đến vạn đình phát, người ta nhớ đến một đế chế sở hữu khối bất động sản đắc địa nhất ở thành phố hiện nay, chỉ riêng trên cung đường đắt đỏ bậc nhất Sài Gòn, phố đi bộ Nguyễn Huệ gia tộc gia đình này đã nắm trong tay 5 dự án chiếm gần 1 phần 3 số dự án trên tuyến đường đất đỏ này thông qua các thương vụ thâu tóm điển hình như Times Squats, Julian khách sạn Dustin. Thông qua các động thái mua bán chuyển nhượng trong những năm qua có thể thấy được bộ sưu tập đất vàng trung tâm của Phạm Đình Phát ngày càng đồ sộ đáng để Nhất là Vạn Thịnh Phát dành những khu đất quý như vàng ở quận 1, quận 3 ở thành phố Hồ Chí Minh và giới kinh doanh bất động sản ai cũng thèm muốn, những khu đất thậm chí không phải có tiền là có thể mua được. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để cho chúng tôi tăng được khả năng xây dựng chương trình một cách tốt hơn, hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm với hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.